Phú ông năm lần bảy lượt bắt nạt cha Hồng Xiêm, khi ép bán ngô rẻ, lúc đòi chia cá, rồi lại quyết tiền đo. Tức nước vỡ bờ, đến khi phú ông cắt xén tiền công trong vườn mía của cha Hồng Xiêm thì cậu không thể nhịn được nữa và quyết cho phú ông một bài học. Sẵn ý tưởng trong đầu, Hồng Xiêm chạy ngay ra chợ. Mua quả gì bây giờ nhỉ? Xem nào, táo? Không, táo thì bình thường quá. Quả cam thì sao nhỉ? Cũng được, nhưng mà vẫn chưa thấy hay lắm. Phải rồi, quả chanh đi. Chanh nó mới đủ độ lôi cuốn. Cô ơi, bán cho cháu mấy quả chanh với ạ? Mấy quả cháu? Ba quả đi ạ. Eo ơi, chua quá. Khiếp, tớ ê hết cả răng. Chua quá, con điên mới chơi trò ăn chanh này. Hồng Xiêm, đến lượt cậu đấy. Được, các cậu nhìn tớ đây này. Xong, vậy là tớ đã ăn hết một quả chanh. Hồng Xiêm thông minh quá. Thông minh cái con khỉ khô. Nó cho nước đường vào rồi vắt chanh thì khác gì uống nước chanh đường đâu. Như thế tớ cũng làm được. Thật, Hồng Xiêm chơi ăn gian. Tớ trêu các cậu tí cho xôm thôi. Bạn bè chơi vui là chính, thắng thua quan trọng gì. Cái chính là tiện đây, tớ thông báo luôn. Tháng sau cha tớ tính buôn bán lớn. Thế á, nhà cậu bán gì? Cha con tớ đi buôn chanh ngọt. Nghe chanh ngọt nó cứ vô lý thế nào ấy Hồng Xiêm ạ. Chanh ngọt á? Trước giờ tớ chỉ thấy chanh chua, chứ chanh ngọt chưa nghe bao giờ. Thế mới độc chứ. Cha con tớ sẽ trồng chanh theo bí quyết gia truyền. Bí quyết gì thế? Bí mật. Nói đi Hồng Xiêm, mai tớ sẽ mời cậu ăn một chầu bánh bao. Được, bí quyết đó là trồng chanh đến lúc chanh lớn, gần thu hoạch được thì cha tớ sẽ tưới nước đường vào chanh, chanh sẽ ngọt hơn cả mía. Ôi, tưới nước đường mà chanh từ chua thành ngọt á, nghe cứ điều điều ấy. Không hề, nước đường có vị ngọt. Khi ta tưới vào gốc cây, rễ cây sẽ hấp thụ chất ngọt đó, rồi truyền đi khắp nhánh cây. Quả khi chín cũng sẽ có vị ngọt tương tự như nước đường. Ôi thật á, giờ tớ mới biết luôn. Chẳng thế, các cậu đều biết rễ hút chất dinh dưỡng để nuôi cây đúng không? Vậy ta đổ nước đường xuống gốc cây, đương nhiên là rễ cây sẽ hút được rồi. Tưới đường vào cây chanh à? Làm gì có trò lạ đời thế? Nhưng thằng Hồng Xiêm nó chỉ không biết điều thôi. Còn lại cái gì nó cũng biết hết. Khéo nó nói thật cũng nên. Mà nghĩ ra rồi. Lần này thì mình vớ bẫm. Ông ơi, mình hòa nước đường nhiều thế này cơ ạ? Đúng rồi. Càng hòa nhiều thì mía càng ngọt. Nhưng con chưa thấy ai làm như thế bao giờ. Ông bảo làm thì cứ làm đi. Hỏi lắm thế. Ngươi mà thấy người làm thế này được á, thì có mà ông ăn cám à? Ông không rảnh để giải thích cho ngươi. Mà có nói thì đầu đất ngươi cũng không hiểu được. Thôi khuấy nhanh lên. Này liệu có ổn không? Tôi thấy cứ sao sao thế nào ấy. Hay mình cứ tưới nước như bình thường thôi. Tôi ăn thử thấy mía cũng ngọt rồi ông ạ. Bà yên tâm. Thằng Hồng Xiêm nói là cấm có sai được. Chanh chua như thế mà tưới nước đường vào nó còn ngọt nữa là mía. Nhưng mà đấy là chanh. Mà vườn mía nhà mình rộng hàng xào, nhỡ hỏng ra cái thì mất trắng à? Phủi phui cái mồm bà. Tôi là tôi tính cả rồi. Mình phải chăm cho mía thật ngọt thì mấy nữa bán mới đắt hàng chứ. Đáng một đồng một cây thì mình tăng giá thành 2 đồng. Mía ngọt á thì người ta có mà tranh nhau mua. Chắc chắn sau vụ này nhà mình sẽ bội thu tiền. Nghe hơi vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục. Ông thật là biết tính toán. Ông ơi, con nếm thấy ngọt rồi, con tưới nhá. Người pha thêm cho ông 1 cân đường nữa đi. Người cứ nếm, khi nào ngọt ê răng thì dừng. Ôi ông ơi, con hỏa 4 cân đường rồi đấy ạ. Lại thì cãi à, tao bảo thì làm đi. Dạ. Năm hôm sau. Ôi sao thế này, vườn mía của ta, mía ơi. Ôi giời ơi, sao bọ kiến chuột ở đâu ra mà lắm thế? Ông ơi là ông. Nô,
Ngươi làm gì mà không trông vườn mía cho ta? Sao nó lại thành ra thế này? Con không biết ạ. Con vẫn tưới nước đường, con xới đất, vắt sâu như ông bảo mà. Nhưng mà làm sao? Hôm kia con có nói với ông là dạo này vườn mía nhiều ruồi bọ. Ông cho con tiền mua thuốc diệt côn trùng. Thì ông bảo tại mía ngọt quá nên ruồi bọ nó thích, con chỉ cần đuổi chúng nó đi. Thì sao? Con nghĩ vườn mía thành ra thế này là tại nước đường đấy ạ. Vì nó ngọt nên rắn rết chuột bọ côn trùng mới kéo đến. Ôi giời ơi, đến nước này rồi mà ông còn không hiểu à. Đang yên đang lành, giờ chứng đi tưới nước đường. Ôi giời ơi, bao nhiêu tiền của tôi, mía ơi là mía. Thì tôi cứ nghĩ tưới nước đường thì mía sẽ ngọt hơn. Ai ngờ. Đúng là cái đồ tội đồ nợ. Thế là mất toi vườn mía rồi. Ôi giời ơi. Thằng Hồng Xiêm, đúng rồi, tại cái thằng Hồng Xiêm. Ôi giời ơi, Hồng Xiêm cái gì? Tại ông đã dốt, lại còn hay học đòi chứ tại ai? Ôi giời. Hồng Xiêm, cậu chạy đi, cha tớ đi tìm cậu đấy. Cha cậu tìm tớ á, có chuyện gì? Hôm cậu vào nhà tớ khoe, nhà cậu sắp buôn chanh ngọt đấy. Cha tớ nghe lỏm được, cậu bảo đổ nước đường vào cây gì là cây đấy ngọt. Rồi cha tớ học lỏm, pha nước đường tưới vào mía. Giờ vườn mía nhà tớ chết sạch rồi. Thế á? Hồng Xiêm, con lão thuyền trài, này người chết với ông. Trúng ghế luôn. Hồng Xiêm, người, đứng lại. Ông ơi, mọi chuyện không như ông nghĩ đâu. Đứng lại, đền mía cho ông. Hồng Xiêm cố lên, Hồng Xiêm cố lên. Hồng Xiêm cố lên. Cha ơi, cố lên. To gan, ta bảo ngươi làm muối vừng cho ít lạc thôi cơ mà. Dạ, thì con làm như ông bảo mà. Thế cái gì đây? Rõ ràng ta thấy ngươi cầm bát lạc này, mặt lấm la lấm lét, định cho thêm vào muối vừng, còn cãi à? Con xin lỗi ạ, là con nhầm ạ. Lần sau còn dở trò, ta mà biết được thì cuốn xéo khỏi đây. Vâng, con nhớ rồi ạ. Muối vừng đâu, đưa ta xem nào. Làm gì mà nhiều lạc thế, phí quá. Thì con cho 9 phần muối, 1 phần lạc đấy ạ. Mặn như thế, con sợ mấy người đấy không ăn nổi ạ. Mặn như vậy mới đủ cho cả tháng chứ. Mà người ta gọi là muối vừng, tức là món này phải có nhiều muối. Gạt bớt lạc ra, nhanh lên. Vâng ạ. Cơm của chúng tôi chỉ có thế này thôi hả ông? Được ăn cơm là sang rồi, còn đòi hỏi cái gì? Quả thật là chúng tôi không ăn nổi. Ông bắt làm từ tờ mở sáng, rồi quá trưa mới được ăn một nắm cơm. Sao mà có sức chứ? Đúng rồi, nắm cơm này á không bõ dính răng, ông phải xem lại đi. Ta thuê các ngươi gặt lúa, tiền công một tháng là 4 đồng, lại còn bao ăn ngày 2 bữa. Thỏa thuận thế rồi kêu ca gì? Ý kiến ý cỏ thì nghỉ, ta đây không thiếu người thuê. Thôi, chúng ta ăn đi, mau còn làm việc. Ngươi biết điều đấy. Thôi, ăn nhanh lên, trời này tối nhanh lắm. Chưa gặt xong một thửa ruộng á là ta trừ tiền công. Nhìn nóng cả mắt, cha mình và mấy người làm quần quật như trâu mà còn bị đối xử tệ bạc. Mình không để yên vụ này đâu. Lúa nếp nhà con bông nào cũng mẩy, vàng óng, làm cốm chắc chắn rất ngon ạ. Quả đúng vậy. Dạ, con hỏi khí không phải, quan làm cốm để tặng ai hay làm gì ạ? Ta làm cốm để phát cho trẻ em mồ côi trong chùa và các sư sãi. Ôi, tổ tông công đức, thiên niên thịnh, tử hiếu tôn hiền, vạn đại vinh. Quan sống nhân hậu, đời con cháu sau này được hưởng phúc, hưởng đức lắm mà. Dạ, con chào quan, cháu chào phú ông ạ. Hồng Xiêm đây à, lâu lắm không gặp ngươi. Dạ, con cũng lâu lắm không được gặp quan. Dạ, con mạn phép nói cái này, quan đừng giận nhé. Ngươi nói đi.
Dạo này Quan béo lên, thần sắc vẫn tốt, nhưng hành động chậm chạp trông thấy đấy ạ. Mắt người đùi à, mà bảo Quan chậm chạp. Còn thấy Quan vẫn nhanh nhẹn lắm, không béo tí nào. Thế à, mà cũng đúng. Lâu nay ta bận bịu quá, không đi tập võ, cưỡi ngựa săn bắn được. Quan nhìn kìa, cha con hôm nào cũng vừa lao động, vừa rèn luyện thân thể, nên cha con mới khỏe mạnh như thế đấy ạ. To gan, Quan làm những việc trọng đại, chứ có phải chân đất mắt toét như cha người đâu. Cháu biết mà phú ông, nhưng con người ai cũng cần sức khỏe, không vận động là dễ sinh bệnh lắm ạ. Người nói cũng có lý, tự nhiên ta muốn làm gì cho giãn xương cốt quá. Này, hay là ta thử đi gặt như cha ngươi nhỉ? Ôi, khéo Quan gặt còn nhanh hơn cha con ấy ạ. Phú ông, cho ta cái liềm. Ôi chết, Quan sao phải làm mấy việc này ạ? Con mời Quan về nhà con dùng cơm, nghỉ ngơi cho mát ạ. Không, ta quyết rồi, lấy liềm cho ta. Dạ. Mọi thứ theo đúng kế hoạch. Cái lão Quan tri phủ để vẽ chuyện, tự nhiên gặt với kia, muốn kéo dài thời gian để ta phải đãi cơm đây mà. Chỉ hành dân là giỏi, lại mất mấy chục đồng đãi cơm. Đồ đâu? Dạ con đây ạ. Ngươi về thịt hai con gà, mua thêm ít thịt bò nấu cơm đãi Quan đi, nấu nhanh lên. Dạ. Ôi khổ quá, nhìn Quan mà con xót cả ruột. Con thấy Quan mệt rồi, Quan nghỉ tay rồi về nhà, con đang chuẩn bị cơm rồi ạ. Được, ngươi cứ về chuẩn bị đi, đến trưa ra đón ta. Dạ. Con mời Quan về nhà con dùng cơm ạ. Ta xong ngay đây. Dừng kiệu. Dạ bẩm Quan, có chuyện gì thế ạ? Này, ta đổi ý rồi, ta muốn quay lại ăn cùng đội thợ gặt kia. Ăn cao lương mỹ vị mãi, nhạt mồm lắm. Ơ kìa Quan, Quan vất vả gặt lúa cho nhà con từ sáng đến trưa, làm sao con để Quan ăn bờ ăn bụi như thế được ạ? Không sao, 30 năm trước ta cũng theo cha gặt lúa rồi ăn cơm ở trên đồng. Kỷ niệm đó thật là đẹp. Hôm nay ta muốn quay lại tuổi thơ. Nhưng mà như thế con thấy thất lễ lắm mà. Ta quyết rồi, lính đâu, cho kiệu quay lại đồng. Dạ. Chết rồi, phải làm sao bây giờ? Phú ông, ngươi định chạy đi đâu mà vội vàng thế? Con tự dưng thấy đau bụng, định chạy ra đồng giải quyết à? Còn một quãng nữa mới ra đồng, ngươi giải quyết luôn ở bụi cây kia kìa cho nó nhanh. Ta bảo lính canh cho ngươi. Ơi, thôi, con tự dưng lại hết đau rồi thưa Quan. Thế thì tốt, đi thôi. Hả? Bữa trưa có thế này thôi à? Dạ đúng ạ. Mặn quá, còn có mùi chua nữa. Thiêu hết rồi, nhà ngươi nấu như thế này ai ăn được? Con không biết, thằng bếp nó nấu, để con về con chấn chỉnh lại ạ. Phú ông, ngươi trả thợ bao tiền một ngày công? Con trả theo tháng, một tháng 6 đồng ạ. Ngươi chắc là 6 đồng chứ, nói mau. Con nhớ nhầm là 4 đồng ạ. Lại còn dám lừa cả ta. Dạ con xin Quan tha tội, xin Quan bớt giận, con cuống quá nên quên hết cả. Làm sao mà phải cuống? Vì ngươi sợ ta biết những việc xấu ngươi làm chứ gì? Xin Quan tha cho ạ. Cũng chỉ vì tham nên con mới chót dại ạ. Dại lắm, không có việc hôm nay thì không biết ngươi còn dại thế nào. Nắng quá nhỉ, mệt ra phết. Quan có sao không ạ? Không sao, chắc ta say nắng chút thôi. Mỏi lưng quá. Hay là Quan lên bờ nghỉ đi ạ? Ta vẫn gắng được, mà gặt một thửa ruộng, phú ông trả cho các ngươi bao nhiêu đồng? Dạ bẩm Quan, phú ông trả công theo tháng ạ. Một tháng chúng con được 4 đồng. Rẻ thế, có 4 đồng thôi à? Thế ăn uống như thế nào? Dạ bẩm Quan, thợ chúng con ăn 2 bữa một ngày ạ.
À, ăn hai bữa. Nếu vậy, đồ ăn chắc cũng ra gì đấy nhỉ? Dạ, đúng là được ăn hai bữa. Nhưng đồ ăn thì... ối giời ơi, luôn quan ạ. Thế hả? Để ta xem thực hư thế nào. Ta sẽ đòi lại công bằng cho các ngươi. Trả công đã rẻ, còn bắt thợ ăn uống kham khổ thế này. Ngươi có phải là người không hả? Đấy, cơm nhà ngươi đấy. Ăn đi, xem có nuốt nổi không. Dạ, con xin quan giơ cao đánh khẽ. Con sẽ sửa sai, con biết tội rồi ạ. Từ giờ, nhà ngươi phải cho người làm ăn cơm đàng hoàng, trả công đúng sức. Ta không muốn thu mua lúa gạo phát cho chùa, mà chỗ lúa gạo đó lại là công sức của bao nhiêu con người chịu khổ ải bất công. Rõ chưa? Dạ bẩm quan, con xin vâng ạ. Chúng con đối ơn quan lớn ạ. Mà nhớ, từ sau ta mà biết ngươi còn cậy thế ức hiếp dân lành thì đừng có trách ta đấy. Dạ, con nhớ rồi ạ. Có thế chứ, cho phú ông một bài học nhớ đời. Thế này thì về ăn lược thay cơm mất. Ai bảo ông tham? Ông không nghe nói tham thì thâm à? Người... Tại bà ta cố tình lừa ta, chứ ta ngu đâu mà tự dưng đi mua tận trăm cây lược về làm gì. Cứ ngỡ lãi lớn, ai ngờ. Công nhận, bà ta chơi khăm ông vố này hơi đau, mà con tưởng ông thông minh lắm. Ngươi đừng sát muối vào tim ta nữa. Lo mà nghĩ cách tẩu tán hết số lượng đó đi cho ta. Làm gì có cách nào hả ông? Thà là đồ ăn thì con còn ăn hộ, chứ lược thì ai cần làm gì? Nhà chỉ cần một cái. Đúng là cái đầu người chi để mọc tóc. Lêu lêu, đến quả bóng cũng không giữ được thì đá làm gì? Đúng vậy, thế mà cũng tự nhận mình là thông minh. Trả bóng lại cho tụi tớ. À, cậu cái gì? Tớ trả bóng còn gì? Có quả bóng cũng không tránh được. Cậu quá đáng vừa thôi. Cố tình ném trúng Hồng Xiêm mà còn thái độ ấy à? Cậu muốn gì? Xem tụi nó ngu ngốc bảo vệ nhau kìa. Bọn tớ chẳng muốn gì cả. Tớ muốn xem bóng đá chân Hồng Xiêm đấy, chứ không phải là chân Hồng Xiêm đá bóng đâu. Lêu lêu. Thật quá đáng. Sao? Cậu muốn đánh nhau à? Chỉ có những kẻ yếu thế mới giải quyết bằng vũ lực thôi. Dừng lại, bọn nhóc này định làm loạn lên ở đây hả? Cha, là tụi nó bắt nạt tụi con, còn cố tình đá bóng vào chân Hồng Xiêm nữa. Ai bảo là tớ cố tình? Tại cậu ấy không thông minh, không tránh được đấy chứ. Cậu cái gì? Có bằng chứng gì nói tớ cố tình đá vào chân cậu không? Thế mà cũng nhận là thông minh. À, hiểu rồi, Hồng Xiêm lại bị đố kỵ đây mà. Ai thèm đố kỵ với cậu ta? Mọi người chỉ nhầm thôi. Hồng Xiêm đâu có thông minh lắm đâu. À, ra là ghen tị với Hồng Xiêm nên nãy giờ cố tình chơi khăm đây mà. Giỏi thì thi đi. Thôi thôi, không thi thố gì cho nhọc óc, kệ các cậu ấy đi. Ha ha, chưa gì đã sợ thua. Thi tài à? Mình nghĩ ra rồi. Hay đấy, ta nghĩ ra cách thi xem đứa nào thông minh nhất rồi. Đứa nào bán được nhiều lược nhất sẽ thắng và được thưởng. Ông định bán số lược ông vừa mua hớ này ạ? Ngươi mồm miệng đi chơi hơi xa đấy nhá. Có muốn mất mồm không ha? Hóa ra là ông định dụ bọn cháu bán lược cho ông à? Không được đâu ông ơi. Với lại á, chó đấy thì có gì khó đâu. Phải cho gì khó, độc độc thì mới được. Độc độc à? Hay là bán lược cho sư? Sư có tóc đâu mà bán lược. Đúng là anh nô, sao mà bán được lược cho sư chứ. Người ngoài ngốc ra còn dở hơi nữa nhỉ. Khó thế mà cũng nghĩ ra được. Thì bọn nó muốn tăng độ khó còn gì ạ. Cháu thấy ý của anh nô hay đấy. Không ai bán lược cho sư thì chúng ta bán được mới gọi là thông minh chứ. Ôi giời ạ, sao mà bán được. Cóc nói đúng đấy. Cái gì khó mà làm được thì mới giỏi chứ. Hồng Xiêm, cậu có dám thi không? Ai bán được nhiều lược cho sư nhất, người đấy thắng. Cậu thi đi Hồng Xiêm. Không thể để bọn nó suốt ngày gây sự được. Đúng.
Đúng đấy, cậu làm cho bọn nó tâm phục khẩu phục đi. Hồng Xiêm, sao nào? Có dám thi không? Sao lại nhát như thỏ đế thế? Thi thì thi, sợ gì? Được, vậy ở đây có 100 cây lược. Ai bán được nhiều lược nhất, người đó thắng. Và phần thưởng là 1 đồng. Để cháu thi trước, cháu sẽ bán hết 100 chiếc luôn. Được, được. Người đi đi, người cố tình chế giễu bọn ta đây à? Đi nhanh đi. Dạ không không, mong thầy bớt giận. Ý con không phải vậy ạ. Con chỉ muốn bán lược thôi, biết đâu có lúc thầy cần tới ạ. Không nói nhiều, người chọn đi. Đi hay là ăn trội? Khoan, khoan đã. Để ta mua cho thằng bé 1 chiếc. Không tội nghiệp nó. Dạ cảm ơn sư cô ạ. Ôi giời ạ, nãy bảo sẽ bán được 100 chiếc cơ mà. Sao được có 1 chiếc à? Tưởng tự tin thế nào? Bán được có 1 chiếc. Xem tớ đây này. Cháu bán được 10 chiếc đấy nhá. Kiểu này á, cháu thắng là cái chắc rồi. Khá, khá lắm. Bán được những 10 chiếc lược cho sư. Sao cậu bán được nhiều vậy hả cóc? Vì tớ thông minh chứ sao nữa. Thưa thầy, trên núi cao, gió thổi mạnh. Các thiện nam tín nữ đến dâng hương mà tóc tai rối bù sẽ không thành kính trước cửa Phật. Vậy theo con phải làm sao? Dạ, con nghĩ nhà chùa nên chuẩn bị một số lược để các Phật tử chải tóc cho gọn gàng trước khi vào dâng hương ạ. Con có mang theo lược đấy thầy. Đúng, đúng lắm. Vậy con cho ta 10 chiếc lược. Hồng Xiêm, cậu đã nghĩ ra cách gì bán được lược cho sư chưa? Nếu chưa nghĩ ra thì xin thua đi, cho đỡ mất công. Đúng đấy, tớ nghĩ không ai có thể bán được hơn 10 chiếc đâu. Các cậu đừng vội đắc ý, để yên để Hồng Xiêm nghĩ cách xem nào. Hồng Xiêm, lần này cậu bó tay thật à? À à, vẫn còn ngoan cố à? Để xem có bán được không. Ơ kìa, mọi người không đi cùng luôn xem tớ bán lược à? Được, đi thì đi. Đi xem nó bị sư thầy cho ăn trổi cho vui. Thưa thầy, chùa ta lớn nhất vùng, ngày nào cũng có hàng trăm Phật tử đến thắp hương. Chùa ta lớn như vậy, con nghĩ nên có chút tặng phẩm, khuyến khích người làm việc thiện. Ta cũng đã từng nghĩ tới điều này, nhưng vẫn chưa nghĩ ra món quà thiết thực. Dạ thưa thầy, con có mang ít lược của làng. Thầy có thư pháp hơn người, xin hãy viết lên 3 chữ, lược tích thiện làm tặng phẩm. Con nghĩ món quà sẽ thật nhiều ý nghĩa. Hay, hay lắm. Vậy hãy mang hết số lược của con cho ta. Dạ. Yeah, Hồng Xiêm thắng rồi. Quá ghê gớm, bọn tớ thua rồi. Tâm phục, khẩu phục luôn. Khá, thằng này khá, nhất định sẽ có thưởng. Trời trong xanh, nước trong xanh, la 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 la. Ấy! Thằng Hồng Xiêm, người đấy đứng cái kiểu gì thế hả? Ờ, dạ, con xin lỗi. Nhưng mà, ông đâm vào con đi chứ ạ. Lại còn cãi à? Ông lại trò mấy cái hẻo bây giờ. Ờ, mà sao hôm nay, người áo xanh áo đỏ lòe loẹt thế? Tóc lại còn buộc 2 chỏng như mấy đứa con gái thế hả? Đâu có ạ, con vẫn thế mà ông. Mặt ông có làm sao không ạ? Mắt ta có sao đâu, chắc bị choáng thôi. Thôi đi đi. Dạ, con chào ông ạ. Trời trong xanh, nước trong xanh, la 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 la. Cũng may là nó chưa phát hiện ra. Mắt mũi mình dở tèm nhèm, nhìn gà hóa quốc thế này có chết không chứ. Mà cũng tại cái con chim khốn kiếp, ị đâu không ị, lại ị đúng mắt ông. Chân ta, cái gì mềm mềm ấm ấm này. Ôi dồi, thối quá. Thằng nô đâu? Dạ.
Người quét dọn kiểu gì mà để ông dẫm phải bãi phân gà thế này hả? Ờ, ông, phân gà đâu ạ? Thế đây là cái gì? Ờ, ông ơi, nó là vũng nước mà. Con vừa rửa sân xong nên nó đọng nước đấy ạ. Ông nhìn kỹ lại đi. Ờ thế à? Thế sao ta lại thấy nó mềm mềm mà còn thối thối nữa? Thì dây của ông dẫm phải nước thì nó ướt, nó mềm. Còn thối là do mùi chân của ông đấy ạ. Hả? Toi rồi. Mắt ta dạo này nhìn gà hóa quốc hết cả. Đắp hai thang thuốc rồi mà vẫn chưa khỏi hả ông? Cũng nguy đấy. Ông cứ nhìn cái lọ sợ cái chai. Chết giờ. Mai ta còn phải đi ăn cỗ. Mắt mũi tèm nhèm thế này thì làm sao đây? Ông cứ yên tâm. Có con đi theo hộ tống, đảm bảo không sao hết. Thôi, dẹp. Người còn ngốc hơn cả con trâu. Cho người đi cùng ta còn xấu hổ thêm. Mà cũng tại ngươi, mắt ta mới ra nông nỗi này đấy. Ờ, còn có làm gì đâu. Ông lại cứ ị đùn đổ tại. Đổ tại cái gì hả? Lâu rồi chưa ăn đòn, ngứa thịt ha. Ui. Xoài ơi, Xoài. Hồng Xiêm đây à? Xoài nay đi vắng rồi em ạ. Hồng Xiêm đây à? Nhà ngươi đã có 4 đồng trả ta chưa? Dạ thưa ông, cha con xin ông cho nhà con thư thư vài bữa nữa ạ. Độ này vắng người đi đò quá. Ơ, chân ông sao lại thế kia ạ? Phú ông mắt mũi tèm nhèm, đi dẫm vào vũng nước mà tưởng là phân gà đấy. Người dám giỡn mặt với ông à? Có muốn ăn phân gà thay cơm không ha? Ông tha cho con. Con thấy sao nói vậy thôi mà. Ta có nên nhờ thằng Hồng Xiêm ngày mai đi theo hầu không nhỉ? Nó nhanh nhẹn thông minh chứ không như thằng nô. Thế thôi, con chào ông. Chào anh em về ạ. Hồng Xiêm, vào đây ta bảo. Dạ, có chuyện gì thế ông? Đây, chuyện là thế này. Cây cau này á, đúng là trời sinh trời dưỡng. Chả chăm bẵm bao giờ. Mà hoa quả năm nào cũng sai chịu chịt ông nhờ. Trời nào mà nuôi được cây cau này. Ngươi không thấy ta ngày đêm bón phân cho nó đấy à? Ơ, con có thấy ông chăm nó bao giờ đâu. Ngươi đã bao giờ nghe thấy câu sống ở đời, phàm mọi thứ trên trời rơi xuống, chỉ có nước mưa và cứt chim chưa? Cây cau to nhất vùng này là nhờ một tay ta chăm bẵm. Chứ tưởng à. Ôi, chết rồi. Đấy, từ hôm bị cái quần nợ ấy rơi trúng là mắt ta cứ nhập nhèm. Ta cứ nhìn lúc 1 thành 2, lúc 2 thành 1 đây. Thảo nào, hôm qua ông đâm vào con mà ông chữa thầy lang chưa ạ? Ta chữa rồi, mà nó chỉ đỡ hơn một tí thôi. Mai ta sang nhà ông tự ăn cỗ nên định nhờ ngươi. Ông muốn con đi theo hầu đúng không ạ? Đúng đúng. Con đồng ý ạ. Nhưng mà ông phải trừ nợ 4 đồng cho cha con cơ. Coi như là trả công con theo hầu. Con đảm bảo với ông mọi thứ sẽ suôn sẻ ạ. Gì mà những tận 4 đồng. Tiền ông có phải là vỏ hến đâu. Nếu không được thì thôi ạ. 4 đồng đổi lại sự chỉn chu đĩnh đạc của ông. Mà ông còn tiếc thì thôi con về ạ. Này. Thôi được rồi, ta đồng ý. Sáng mai người nhớ đến sớm đấy nhá. Vâng, con biết rồi ạ. Ông ơi, tới đằng kia rẽ phải đúng không ông? Ngươi từ từ thế chứ, mắt ta có phải bình thường đâu. Dạ con quên ạ. Quên, hôm qua thì xem xét cái mồm bảo vệ ông, khiến ông nở mày nở mặt. Đến nhà lão tự mà để mọi người biết ta tèm nhèm, nhìn gà hóa quốc vì bị chim nó ị vào mắt, là người chết đòn đấy nghe con. Vâng, ông cứ yên tâm. Ôi giời ơi. Ê, ông có sao không ạ? Ông làm sao mà ngồi ở đây thế này? Phú ông muốn đo chiều dài nhà ông tự, xem có dài bằng nhà mình không ấy mà. Thế nhà nào dài hơn? Dạ ngang ngửa ạ. Ồ, nhà ông rộng thế cơ à? Không hổ danh là phú ông làng hạ. Đúng rồi. Nhà ta có phải là dạng vừa đâu. Món nào là món thịt thỏ rang riềng nhỉ? Mùi thơm quá mà mắt ta cứ loạn cả lên.
Chắc là đĩa này rồi. Ơ, Phú ông không ăn thịt à? Nãy giờ tôi thấy ông toàn gắp dưa muối thế. Dạ thưa các ông, Phú ông nhà con tuy toàn ăn của ngon vật lạ, nhưng vẫn quen lối sống giản dị, ăn rau dưa cho thanh cảnh ạ. À, ra là thế. Tôi định gắp cho ông miếng đùi gà này, nhưng... Thế thôi, tôi lại ăn vậy. Ôi, Phú ông đúng là vừa giản dị, vừa thanh cao. Ôi, nãy giờ toàn ăn dưa xót bụng quá, thiếu thịt, nên mắt ta cứ díp cả vào. Bụng thì ọc ọc, phải ra giếng rửa cái mặt mới được. Để con đưa ông đi ạ. Thôi khỏi, cứ đứng đấy. Ôi, cứu ta với. Cứu. Ôi ông ơi, mọi người ơi, cứu Phú ông nhà con đấy ạ. May cho ông là chúng tôi tới cứu kịp. Phú ông ra giếng rửa chân tay, sao không bảo thằng Hầu đi theo? May đấy, chứ cái giếng nhà tôi sâu lắm. Mình đã bảo để mình đi cùng, mà Phú ông còn sĩ diện đòi tự đi. Giờ thì... Là thế này ạ, Phú ông nhà con vốn tính cẩn thận. Do thấy giếng có nhiều rong rêu nên muốn khai cho sạch sẽ. Chắc vô tình trượt chân ngã thôi ạ. Phải, tôi mắc cái bệnh sạch sẽ, cứ nhìn bẩn là không chịu được ấy mà. Không ngờ Phú ông nhà giàu có, tưởng chỉ biết ăn chơi, thế mà cũng biết việc nhỉ. Thôi, may không sao rồi, giờ chúng ta vào làm một giấc, chiều còn bữa cỗ nữa đây. Sáng giờ ăn mỗi tí dưa, lại còn uống bao nhiêu rượu, ta đói sắp chết rồi. Ta ngửi thấy mùi gà luộc, cả mùi vịt rang giềng nữa, nhưng mà nhìn mâm cơm loạn quá, chẳng biết món gì, thèm thịt chết mất. Nhìn Phú ông như kia là biết đang đói lắm rồi, nhưng không dám gắp vì sợ gắp trượt đấy mà. Ông ơi, cỗ có nhiều món ngon quá, tôi nghĩ ta nên trộn cá vào với nhau thì ăn sẽ ngon hơn, thế rồi ta chia nhau lại càng tiện, ai cũng có phần các ông ạ. Hay, đúng ý tôi đấy. Hợp lý. Giờ tôi đang no mà nhiều món, chẳng biết gắp đĩa nào trước, đĩa nào sau. Chuẩn. Phú ông rất sáng tạo. Về đến nhà rồi. Cảm ơn người hôm nay đã mấy lần cứu nguy cho ta. Người cũng thông minh đấy. Có gì đâu ông. Ông trả công hậu hĩnh thì con cũng phải làm tới nơi tới chốn chứ ạ. Khá. Này đây, ta cho luôn nhà ngươi phần lộc này, mang về hai cha con ăn nhá. Dạ, con cảm ơn ông ạ. Con xin phép. La 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 la. Thank you.